Các bạn thân mến, hôm nay chương trình câu chuyện triết lý cuộc sống chia sẻ đến các bạn kế sách rất hay trong đời sống thường ngày, đó là dục thủ phản dữ, nghĩa là muốn lấy phải cho. Chúng ta có cho đi thì mới có nhận lại, đó là nguyên tắc của cuộc đời. Mời các bạn lắng nghe. Muốn nghe được người khác nói thì bản thân của mình phải im lặng, để cho đối phương nói năng một cách thỏa thích, bản thân mình thì phải ngậm miệng. Muốn để cho người khác phấn khởi nói ra hết mọi chuyện thì bản thân mình phải trầm lắng. Muốn lấy được một cái gì đó của người khác thì phải cho họ trước đã. Uy lực: có cho đi thì mới có nhận. Không cho ai thứ gì hết thì làm sao có thể nhận lại được. Đây là quy luật, cũng là nguyên tắc ở đời. Kết quả kiểm chứng qua những câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất: bày trò phạt tú tài võ nghệ. Hứa Văn Mộng nhà Thanh đã từng làm chi huyện tại huyện Hoa Đình. Ông có tài xử án rất là mưu trí và thường có pha chút hài hước. Nhiệm vụ án do ông xét xử đã trở thành giai thoại của dân chúng địa phương. Huyện Hoa Đình có một người đổ tú tài ban võ, phẩm hạnh rất tồi, thường hay dựa vào danh vị của mình để gây ra rắc rối, bắt nạt dân lành. Thật là một tên vô lại. Quan lại địa phương đau đầu vì hắn. Khi mới về nhậm chức chi huyện này, Hứa Văn Mộng đã gặp một chuyện rắc rối như sau. Một hôm, có một bác nông dân vào đổ gánh phân, đã sơ ý làm bẩn quần áo của vị tú tài võ này. Thế là chọc giận vào tổ ông rồi. Tú tài võ có lý nào chịu thua? Vừa bắt bác nông dân xin lỗi trước mặt công chúng, lau sạch chỗ bẩn, vừa thẳng tay đánh đập. Khách qua đường bất bình, xô nhau đến khuyên răn, nhưng cũng không được. Tú tài võ thấy càng đông người lại càng lên mặt làm phách lối, lôi bác nông dân đến đình quan huyện để kiện cáo. Trên công đường, tú tài võ cố ý làm to chuyện lên, nói bác nông dân làm bẩn quần áo của hắn là do cố ý và khinh thường phẩm tước của triều đình. Hắn còn đe dọa nói, nếu quan huyện không xét xử phạt nặng thì rõ là không làm tròn bổn phận, sĩ tử toàn huyện sẽ không chịu để yên đâu. Sau khi nghe lời trình bày của tú tài võ, quan huyện bèn hỏi bác nông dân và được biết toàn bộ sự việc xảy ra như thế nào. Ông suy nghĩ một chút rồi nghĩ ra một mưu kế. Thế là ông đập bàn quát to, khiển trách bác nông dân: anh là một kẻ tiểu nhân dân giả, đã làm bẩn quần áo của anh tú tài võ nghệ, như vậy là hành vi phạm thượng, đáng lẽ ra phải phạt nặng. Nhưng bản quan thấy đây là lần phạm tội đầu tiên nên có khoan hồng đôi chút. Nay phạt anh phải rập đầu vái tạ lỗi 100 lần trước mặt tú tài võ nghệ này. Bác nông dân run sợ quỳ xuống, rập đầu vái tú tài. Khi vái được 70 lần thì quan huyện bảo dừng lại và hỏi tú tài võ rằng: tí nữa ta quên mất, ông là tú tài ban văn hay là tú tài ban võ nhỉ? Đối phương trả lời: tôi là tú tài ban võ. Quan huyện lúc đó mới làm ra vẻ tỉnh ngộ nói: ôi, thật là xưa sức quá. Huyện ta có quy định
người dân thường, vái tạ lỗi các bậc tú tài, thì đối với tú tài ban văn sẽ vái 100 lần, còn đối với tú tài ban võ chỉ vái 50 lần thôi. Nay anh nông dân đã vái quá mức 20 lần, vậy thì tú tài võ đây phải vái hoàn trả lại đủ 20 lần cho bác nông dân. Rồi ông ra lệnh cho tú tài võ phải rập đầu xuống vái tạ bác nông dân. Tú tài võ hố to, giật run người, bà rất giận dữ, mồm lo mép giải, cự tuyệt không chịu vái tạ. Quan huyện nghiêm sắc mặt và thét rằng: anh là người có phẩm tước, sao lại dám chống lại phán quyết của quan lớn thụ mệnh chịu đình? Nói rồi, ông sai lính đè đầu tú tài võ xuống, bắt vái tạ đủ 20 lần mà thôi. Mọi người có mặt ở công đường, nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của tú tài võ, đều không nhịn được cười. Có người nói: quan huyện Hứa Vân Mộng xử án này không theo chính đạo, mà là dùng cách phạt đùa. Nói như vậy quả là không sai chút nào. Tú tài võ là một tên vô lại, quen dùng thủ đoạn làm bừa làm bãi. Lỗi người này có thế làm cho cái vô lý cũng trở thành cái có lý, không thể nói chuyện lý lẽ với hắn được. Ông Hứa Vân Mộng biết rõ mánh khóe của hắn, nên đã dùng mưu, muốn lấy phải cho, phạt bác nông dân vái tạ hắn 100 lần, đợi đến khi vái tạ được 70 lần mới nói tú tài võ thì chỉ được hưởng 50 vái, khiến cho tú tài võ phải vái tạ lại bác nông dân 20 lần. Như vậy là đã trừng phạt cái thói vô lại của hắn rồi. Tiếp theo, câu chuyện thứ hai, Đường Bá Hổ vẽ tranh. Tại Hàng Châu thời nhà Tống, có một chủ nhà trọ rất giả quyệt, thường hay bắt nạt khách hàng. Đường Bá Hổ là nhà danh họa, muốn dạy cho hắn ta một bài học. Hôm đó lão chủ đến xin vẽ tranh chân dung. Đường Bá Hổ bảo hắn: tranh tôi vẽ chia làm nhiều đẳng cấp, tranh phúc tướng loại 1 giá 20 lạng bạc, loại 2 giá 10 lạng bạc, tranh bần tướng chỉ 10 đồng cũng xong. Lão chủ nghe nói chớp chớp mắt suy nghĩ: tên này đáo để thật đấy, bắt bí mình đây, nhưng mặc cả giá tranh thì kém thế quá. Nghĩ vậy nên lão ta cười và nói: đồng ý 20 lạng bạc, nhưng tôi xin nói trước đấy, nếu vẽ không giống tôi thì ông phải đền tôi đủ 20 lạng bạc. Đường Bá Hổ đồng ý ngay. Chưa hút xong điếu thuốc đã vẽ tranh xong. Lão chủ cầm bức tranh lên giật mình: ồ, vẽ rất giống mình. Nhưng lão chủ vẫn nói rằng: không giống, chẳng giống tôi tí nào cả. Đường Bá Hổ đoán trước lão chủ sẽ dở mánh khóe với mình, nên chẳng cần tranh cãi, mà chỉ yêu cầu lão ta viết lên bức tranh 3 chữ: không giống tôi, rồi trả lại cho lão chủ 20 lạng bạc. Lão chủ nhà trọ đắc ý lắm và ra về. Đường Bá Hổ mang bức tranh đến phố huyện nhộn nhịp nhất, mở quầy treo tranh ở một cửa hàng rất lớn, vẽ thêm vài nét vào bức tranh, rồi ghi thêm mấy chữ: tranh bần tướng. Tranh được treo rất cao, người xem rất đông và bàn tán rất là sôi nổi. Họ hàng, bà con, bạn bè của lão chủ nhà trọ nhìn thấy vội về báo tin cho ông. Lão chủ tức lắm,
nhưng đã chót viết mấy chữ: "Chanh không giống tôi." Rồi chỉ có cách cho người mang 50 lạng bạc đến xin mua lại bức tranh và mang về nhà mà thôi. Đường Bá Hổ tránh vào chiến trực diện với lão chủ nhà trọ, không mặc cả giá chanh với hắn, cũng chẳng thèm tranh cãi gì. Chanh có giống người thật hay không giống, mà là vận dụng mưu, muốn lấy phải cho. Thuận theo ý của hắn, công nhận chanh vẽ không giống, tìm ra một mẹo đối phó rất thích hợp, khiến lão chủ nhà trọ phải mất mặt và phải bỏ ra 50 lạng bạc mua bức tranh đem về. Tiếp theo câu chuyện thứ ba, Quan Thanh Liêm dẹp nổi bất bình. Trong dân gian có lưu truyền một câu chuyện như sau. Một hôm, có một bác nông dân gánh phân vào thành Tô Châu. Khi xuống cầu, sơ ý bị trượt ngã, cả gánh phân đổ tung té tại cửa hàng một cửa hiệu quần áo. Chủ hiệu thấy thế giận lắm, bắt người nông dân phải cởi áo ra lau cho sạch. Bác nông dân hiền lành sợ tái mặt, run rẩy, hai chân run bần bật. Bác van xin, nan nỉ lão chủ cho phép đi gánh nước về rửa, nhưng lão chủ cương quyết không chấp nhận. Vào đúng lúc đó thì quan huyện họ Lưu, nổi tiếng là một quan thanh liêm, đi qua. Ông nhìn thấy đám đông bèn dừng lại hỏi chuyện. Ông đã có chủ định, bèn lên mặt quan lớn, khác hẳn với mọi thái độ hiền từ xưa nay, và nói: "Đúng rồi, ai bảo anh không cẩn thận làm bẩn hè cửa nhà người ta, phải cởi áo ra lau ngay. Nếu dám cả gan chống lại sẽ bị phạt nghiêm khắc." Bác nông dân thấy quan huyện họ Lưu đến, đã tưởng sẽ được binh vực, nhưng nghe thấy vị thì tiêu nghỉu. Sự thể đã như thế thì đành phải cởi áo ra mà lau sạch hè cửa mà thôi. Cởi áo ra lau, người nông dân trần trụi, gió thổi lạnh, toàn thân nổi da gà và rét run. Lão chủ cửa hiệu cười kha khả, khoái chí, và đến gần quan huyện phỉnh nộ: "Dạ, dạ thưa quan lớn, quan lớn đèn trời soi xét, chúng con xin đời đời nhớ ơn quan lớn." Khách qua đường càng nhìn càng thấy ghét, càng thấy hận, thầm thì với nhau: "Quan huyện họ Lưu bình thường vẫn rất công minh, không ngờ hôm nay cũng chỉ là một hạng quan lại hồ đồ rồi, bên vực bọn nhà giàu chèn ép dân đen." Một lúc sau, bác nông dân đã lau sạch hè cửa. Ông quan huyện mới hỏi lão chủ: "Hè cửa đã lau sạch chưa?" Lão chủ vội thưa: "Dạ, dạ thưa quan lớn, sạch rồi, sạch rồi." "Thế ông đã vui lòng chưa?" "Dạ, dạ thưa quan lớn, vui lòng, vui lòng rồi ạ. À, xin đa tạ quan lớn, xin đa tạ quan lớn." Ông Lưu lúc đó đổi giọng và nói: "Không cần cảm ơn tôi, chỉ có anh này mình trần trụi, dọc đường về nhà chết cống chết rét, thì ai chịu trách nhiệm đây? Mạng người đâu phải là chuyện đùa." Lão chủ ngây người ra, không biết trả lời làm sao, chỉ nói: "Dạ, dạ xin quan, xin nghe theo lời quan lớn truyền bảo, chúng con sẽ làm theo quan lớn à." Quan huyện họ Lưu nói: "Được." Rồi mở tủ hàng ra lấy một chiếc áo da, vui vẻ nói với bác nông dân: "Gió tuyết lớn thế này, chiếc áo da này được đấy, bác mặc vào đi, để giữ ấm cơ thể mà về nhà."
lão chủ hiệu mất chiếc áo da cho bác nông dân, đau xót trong lòng. Con người đáng ghét này đã trúng mưu kế, muốn lấy phải cho của quan huyện họ Lưu. Bài học rút ra: dục thủ phản dữ, muốn lấy phải cho là một cơ mô hành động biện chứng. Bạn muốn lấy một cái gì đó của người khác thì phải cho họ một chút gì đó mới đã. Cũng như công việc đồng áng, muốn có thóc gạo ăn thì phải bón phân trước cho cây. Trong làm việc cũng vậy, muốn lấy được của người khác một chút gì đó thì phải cho họ trước. Trong đối nhân xử thế hàng ngày, biết vận dụng mưu cơ này là có thể thành công. Nếu là một nhà hoạt động xã hội, bạn cần giúp đỡ quần chúng, mang lại một số điều có lợi cho họ thì mới nhận được sự ủng hộ của họ. Nếu là một nhà máy, cơ quan, xí nghiệp, bạn phải quan tâm đến cuộc sống của công nhân viên, tìm kiếm lợi ích cho họ, khuyến khích họ ra sức sản xuất, làm lợi cho cơ quan, cho công ty, xí nghiệp, mang lợi nhuận cao nhất cho cơ quan, cho xí nghiệp, cho công ty. Nếu bạn là cha mẹ thì bạn cần quan tâm đến con cái, tạo ra môi trường sinh hoạt, học tập tốt đẹp nhất cho con cái. Con cái sẽ báo đáp lại bạn. Bất cứ làm nghề gì, với thân phận là gì, đều cần thấu hiểu tư tưởng này, dùng nó để chỉ đạo hành động của bạn. Có như vậy mới luôn giành được thắng lợi và thành công. Các bạn thân mến, chương trình câu chuyện triết lý cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.